chung lên trên này. Công thức tổng quát nhất của hydro carbon đó chính là CnH2n+2-2k. Trong đó N là số nguyên tử carbon, còn K là số liên kết pi hay còn gọi là độ bảo hòa của hợp chất. Theo thầy, khi làm bài tập về hợp chất hữu cơ và đặt công thức phân tử của chúng thì chúng ta không nên đặt CxHi mà nên sử dụng công thức CnH2n+2-2k. Vì số liên kết pi có liên quan mật thiết đến số nguyên tử carbon của hợp chất hữu cơ. Do đó, công thức xuất phát và cũng là công thức cội nguồn nguyên thủy nhất để tạo nên tất cả các hợp chất hữu cơ sau này đó chính là CnH2n+2-2k. Và các em sẽ thấy nếu K mà bằng 0, ta thay vào trong này, ta sẽ được công thức là CnH2n+2, đó chính là ancan với N lớn hơn bằng 1. Đấy, các em thấy cái hiệu quả và sự chắc chắn khi chúng ta đặt công thức phân tử chính là xuất phát từ công thức CnH2n+2-2k. Biểu thị rõ ràng mối quan hệ giữa số nguyên tử carbon và số liên kết pi. Còn đối với K bằng 1 thì đương nhiên nó có thể là anken CnH2n với N lớn bằng 2. Và cũng có thể là cycloancan, đó là hydrocarbon mạch vòng. N sẽ lớn hơn bằng 3. Vì chúng ta đã biết trong quy tắc vít đồng phân thì muốn tạo ra một vòng phải ít nhất có 3 nguyên tử carbon mới có thể tạo được vòng. Đấy, các em cần lưu ý cho thầy. Trong trường hợp K bằng 2 thì khi ta thay K bằng 2 vào công thức tổng quát, ta sẽ được CnH2n-2, có thể là ankin với N lớn hơn hoặc bằng 2, và cũng có thể là ancadien. Ancadien là gì? Đi là 2, N là phần ken này mang xuống, nghĩa là có 2 liên kết pi. Nên lưu ý, để có 2 liên kết pi thì bắt buộc phải có ít nhất 3 nguyên tử carbon thì mới có khả năng tạo ra 2 liên kết pi liên kết giữa các carbon với nhau. Do đó N phải lớn bằng 3. Trong trường hợp K bằng 4 thì ta thay K bằng 4 vào, ta sẽ được công thức là CnH2n-6. Đây chính là công thức phân tử của hydrocarbon thơm, và N phải lớn hơn hoặc bằng